là Thái Nguyên anh em đây. Đây một chiếc xe Hyundai Tucson đang tiến hành dán lại toàn bộ PVF nội thất kiểu của chiếc trong xe. Đấy. Anh em sẽ thấy đây là những chiếc này thì bên em đã dán xong cái phần đây bấm lên xuống kính nhé. Cái này rất là cái chi tiết bóng này rất là dễ xước nha. Và những cái chi tiết bên trong mặt đồng hồ này, anh em lau xe rửa xe này và những cái chi tiết nhựa bóng bên trong cần số này, thì rất là dễ xước. Còn đây là một chiếc VinFast Padin, bên em đang tiến hành đó là dọn nội thất chuyên sâu cho chiếc xe này. Đây, anh em theo sau thời gian đi sử dụng dài thì những cái này sẽ bẩn hết này, và theo vệ sinh khi mà một gói chuyên sâu thì sẽ được vệ sinh hết toàn bộ những cái nội thất bên ngoài và bên trong. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây là cái theo kỹ thuật bên em đang tiến hành tháo ra toàn bộ cái này. Đấy, anh em có thể thấy đây là khi mà sử dụng thời gian sử dụng dài mà cái sàn nỉ của anh em như này thì nó sẽ bẩn hết những cái phần sàn như này, rất là bẩn. Còn anh em mà muốn cái sàn này mình sạch hơn nữa thì anh em chỉ cần trải cho mình lớp lớp sàn da đây thôi. Đây này, anh em thấy không ạ? Những vết bẩn như này rất là khó chịu và không phải vệ sinh được. Nếu như có cái sàn da đây thì anh em chỉ cần lau cái là sạch thôi. Và đây tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Creta. Con này thì đã là bản full cao cấp rồi nha anh em ạ. Bản nguyên bản của nó là đèn full LED rồi, nhưng mà cái hệ thống chiếu sáng không đủ thì có qua bên em nâng cấp lên một cặp hai cặp pin LED, đó là một cặp X-Line V30 và một cặp X-Line V20. Đấy, để cho cái ánh sáng anh em đi nó đảm bảo hơn, điều kiện tốt hơn. Đây, anh em nhiều khi mà anh em cứ bảo là làm xong thì cái hệ thống điện có đảm bảo không, thì ở đây nguyên sau khi làm xong thì sẽ có một hệ thống điện cầu trì bảo vệ cho anh em như này để đảm bảo cho anh em hoạt động và vận hành nó ổn định nhất. Đấy, và tất cả những cái hệ thống dây rắc thế này thì sẽ được làm trực tiếp từ trong hệ thống và gửi ra trực tiếp cho bên em để em thi công. Đấy, anh em thấy ạ, gen chống cháy dây điện rất là to và gen chống cháy để bảo cho anh em giống như là từ nhà hàng máy sản xuất ra như nào thì đấy, anh em thấy không ạ, thì cái của em nó cũng như thế để đảm bảo cái sự an toàn nhất cho anh em khi mà độ đèn tại cơ sở Agala Thái Nguyên nhé. Đấy, anh em mà chưa còn đang phân vân với cái dịch vụ nào hoặc là đang muốn làm cái dịch vụ nào cho xe ô tô thì hãy đến ngay với Agala Thái Nguyên anh em nhé.